tôi lại phải cho một cây vào đất nhá, cho một cây dưới vào đất. Một cây dưới băm đá thả nước đủ tiêu chuẩn cho vào đất rồi. Đây, đủ tiêu chuẩn cho vào đất nhé. Cho các bạn xem cho nó kỹ đi. Dưới lá nhỏ nhé. Cái giống dưới lá nhỏ này hiếm lắm, bán đi hết rồi là chẳng còn có đâu. Muốn có thì phải dâm nhé. Đây này, cạnh đây có một cái cây si. Cái mẩu tôi vứt đi nó rơi xuống đất nó bọc lên, thế là tôi dính cho nó vào đây cho nó cộng sinh vào đây cho nó vui này. Thừa của bạn thì bạn cắt đi. Đơn giản. Ví dụ cây của tháng giò nó có 3-4 cây linh tinh ở đây. Bạn mua về bạn có quyền cắt đi. Hoặc bạn có quyền để. Chứ đừng bảo ôi nó thừa đấy, đừng cho vào. Thừa với bạn nhé, nhưng mà đủ với tôi. Cái lỗ tàu, lỗ chậu tàu nó to thì các bạn vít nó vợi vào nhá. Các bạn để lại cái này cho tôi một tí. Đấy. Đây, vào đất đây và đất đây đủ 3 thành phần. Các bạn cứ comment nhé. Các bạn comment thì các bạn mới xem được hết những cái ý kiến của tôi. Các bạn đăng ký. Chứ thỉnh thoảng tôi có cái việc đột xuất thì tôi truyền hình trực tiếp. Các bạn không comment thì các bạn không xem được trực tiếp. Đấy, nó dở cái chỗ ấy. Comment để tham khảo ý kiến, để nắm bắt những cái mới, cái hay của các YouTuber. Comment và đăng ký. Chúng tôi làm đấy để phụ các bạn thì chúng tôi cũng phải có công cán, có xăng xe. Các bạn động viên chúng tôi, hoan nghênh ủng hộ động trung viện tôi bằng cách là các bạn đăng ký. Đăng ký để bất cứ lúc nào các bạn muốn nó cũng phục vụ các bạn. Đây, cái tác dụng của đăng ký là như vậy. Đổ nước nhé, thì các bạn đổ nó vào cái lá này. Lần 2, lần 3, lần 4 cũng phải đổ vào cái lá ấy. Cái đất nó chưa chết đâu. Chứ đừng đổ sục ra một cái ngoài là nó sục lên nhé các bạn nhé. Cổ kỳ mỹ kim, mỹ văn. Khổ lắm cơ. Người sống mãi đến bây giờ 60 tuổi đầu rồi mà còn chưa già. Cứ đòi cổ. Đây. Mới được có khoảng 7-8 tháng thì đâu phải lắm. Đầu tiên thì nó cũng bé tí như này. Đấy, đầu tiên nó cũng bé tí như này. Bây giờ nó như thế này. Lại đòi nó phải cổ kỳ mỹ kim. 1-2-3 năm nữa là nó tiền triệu nhé. Tiền triệu và chưa chắc nó muốn bán đâu. Vì cái giống này bây giờ nó hiếm lắm, nó ít lắm. Giống cây lá nhỏ. Mỹ văn à. Mỹ văn cái gì? Cây này. Cây này nó sẽ vào là một cây bồ đề. Chẳng biết có phải không? Đó, các bạn thông cảm là thế này này. Tại làm sao tôi hay bị lẫn. Sắp là sắp trước cây nọ cây kia rồi. Nhưng đá thì để một đống, xong cây lại cụm vào một chỗ để ngâm, và cái chỗ dâm cất đi. Chứ có phải là cái nhặt thế này để ở đây xong suốt cả tuần này đâu, nó chết. Bởi vậy đến khi cụm nó vào để bắt đầu làm, để lên clip thì nó bị lẫn. Cái này nó có nhé. Trông thế thôi, vì cái cây này ông đặt đây, ờ được rồi. Nhưng ông lại cất cái này đi và hòn đá ở chỗ khác. Thế đến khi mà cứ nó dối lên nó nhiều quá là tự dưng là các bạn bị lẫn nhé.
Đây, các bạn nhìn xem này. Đây, trời đất ơi, siêu nhá. Dáng siêu nhá này. Sướng chưa? Bồ đề. Mà nó ở trong những cái loại như này này. Tôi rút nó ra đấy. Chứ chẳng phải là ghê gớm gì đâu. Bây giờ tôi nhắc thêm là tiêu chí, ước mơ và kỳ vọng của người chơi bắt đầu để làm cái cảnh là làm cho đẹp. Người ta nó bảo cái này không biết làm sao mình có làm đẹp không nhỉ. Chỉ mong là người ta mình làm đẹp như cây của ông kia. Chứ người ta có nói là cổ đâu, người ta nói là kỳ đâu, người ta nói là kim đâu, văn đâu. Người ta nói vậy, đạt được cái trình độ mỹ là đã xong tất cả mọi thứ rồi. Còn chẳng may cái nguyên vật liệu ấy là hơi kỳ quái một tí thì cho nó thành kỳ quái. Đấy, kỳ quái đây. Kỳ quái một tí thôi nhé, nhưng không đừng cứ đòi hỏi. Đòi hỏi làm gì? Có kỳ thì kỳ, chả kỳ thì thôi. Đấy cũng được gọi là kỳ quái hơn gì nữa mà. Lá bằng vỏ hướng dương, hạt hướng dương. Thôi thế này thôi. Đấy là cái dễ nó hơi kỳ quái một tí. Nhưng đừng có tiêu chí ấy mà đừng cố gắng đạt cái điều đó. Có thì có, chả có thì thôi. Cứ đẹp đi. Mà ngắm nghía thì người ta mua cây cảnh của ông là mua cây cảnh đẹp. Chứ không bảo, ôi tôi mua cái cây nó già lắm, này hết. Vậy là chết đi nhé. Đó mà làm củi. Mang về làm củi. Xong rồi cây ấy nó văn nhé. Văn cái gì? Mua cây mà đòi mỗi văn. Tổng hợp tất cả cổ kỳ mỹ văn ở trên thế giới này có đấy. Nhưng hãy đi đi. Đi tìm đi, có, đến khi về nhà báo cáo nhé. Thì lúc ấy bạn thành người cổ rồi. Cổ xong lại còn kỳ nữa. Kỳ tức là này nó quắt queo đi. Đi hàng ngàn cây số, đi hàng chục năm rồi nó quắt queo đi. Lúc ấy bạn sẽ kỳ và cổ. Kênh của Thắng Giò là như vậy. Kinh của Thắng Giò không ngán bất cứ một trường hợp thần kinh tọa nào nhé, thần kinh phân liệt nào nhé. Cho mở mắt ra. Đặc biệt kinh Thắng Giò là như vậy. Đấy. Đây này, đấy, không có thì dùng cái này nhé. Hôm nay thì Thắng Giò lại quên mất cái khoản này. Cái này cũng thành cây được đấy. Nhưng mà thôi. Để néo. Ghét Thắng Giò, rất thích xem kênh của Thắng Giò. Tôi biết chứ. Tôi bảo rồi, không thích xem thì bịt mắt lại, chuyển kênh nhé. Nhưng mà khốn cái như là không xem không được cơ. Giờ là giờ thế chứ, bây giờ biết làm sao được. Bị nghe chửi như hát hay, vẫn cứ thích mở ra. Xong bây giờ comment vài mấy cái câu như thằng ngớ ngẩn. Như thằng thần kinh. Có một số bạn muốn tôi giới thiệu cả một vườn cây này thì xin lỗi bạn ấy là các bạn thông cảm mà tôi không giới thiệu nhé. À, nên khi mà hôm qua hôm nọ lần tuần trước tôi giới thiệu mấy cái cây cao su có quả thì có bạn ấy bảo ê tranh thủ quảng cáo và xin lỗi các bạn. Các bạn hơi thừa, hơi dỗi hơi. Có xuất đi cả cái nước này tôi còn không thèm. Tôi quảng cáo gì để suốt ngày tôi phải nghe trả lời rồi hỏi đòi tôi mua cây của tôi. Nhân tiện để tôi nói rằng là gì, cây sung ấy nó không khó đâu, không có quả đâu. Tí nữa rồi các bạn xem cây sung tôi mới vào đá được khoảng 2 tháng, bây giờ quả đang rũ rĩ nhá. Một cây cảnh thôi, không nói cây bóng đá nữa, cây cảnh mini nhỏ nhỏ hoặc to cũng được, trên chậu xinh xắn đàng hoàng rồi, xù xì rụt rịt rồi, lụa là gấm vóc rồi mà nó ra quả thì mới là hay nhé, mới là điều đáng nói. Như vậy mới gọi là công phu, mới truyền tải cho mọi người biết chứ.
để cùng nhau chơi, cùng nhau thưởng thức chứ. Chứ bây giờ ra chợ mua sung quả thì người ta độc bán sung quả thôi, chứ người ta không bán sung lá. Đây này, đấy. Không đầy đâu, chỉ 3 năm sau thôi nó có mấy triệu đấy. Văn hóa sinh vật cảnh nào, công việc gì cũng phải thành tiền hết các bạn nhé. Thành tiền hết. Cây nhỏ nhỏ xinh xinh thế này, bây giờ các bạn bảo tôi trồng mai mới trồng, ghép mai mới ghép tùng, ghép làm sao được. Tùng như thế này 200-300 nghìn tôi mua. Nó được như này, nhưng mà đừng có làm mơ. Một cái tùng như này thì không biết là chỉ có làm mơ trong trong mộng thôi. Chứ còn có nó ra nhé, ra tiền nhanh lắm. Hàng trăm cây như này tôi cũng phải bỏ ra hàng chục triệu tôi mua. Đừng có nói gì bảo là mấy cái trăm nghìn mà mua được đâu. Mấy trăm nghìn mua làm sao được. Một khi đó là cái tùng nó như thế này, nó rụt rịt như thế này rồi, đi cùng trời cuối đất thì làm sao mà mua được. Thế nên là mai gì thì mai nó không quan trọng. Các bạn cứ làm đúng kỹ thuật này thì các bạn lắm mai thì các bạn cứ làm nhé. Tôi không có mai đâu, khổ lắm cơ. Rất trân trọng, rất quý các bạn, vì các bạn đòi hỏi, nhưng mà là đòi hỏi một cách rất là chân chính. Nhưng mà chúng tôi là ở người miền Bắc, không phải lúc nào cũng có mai. Mà mai ở vào cây băm đá này nó bé lắm, nó chỉ bằng cái đũa thôi, nhưng mà nó không thể cứng như cái đũa được, mà nó cũng phải xù xì rụt rịt rồi, nó có nhiều cành tán linh tinh rồi. Cuốn ngược lại cuốn xuôi, cuốn xuôi lại cuốn ngược. Đấy, cây gì thì cũng với động tác này hết. Mai vàng hay mai trắng hay là mai gì, mai tứ quý cũng thế. Miễn là cái nguyên liệu của các bạn nó phải đẹp. Bạn có nguyên liệu đẹp là bạn đã thắng 50% rồi. Chứ còn có đá đẹp cũng chỉ 30%. Bởi vì có đá đẹp nhưng mà có đá cây đâu. Thậm chí là cuống lên này, chẳng biết có cây nào đẹp, cho bừa cây linh tinh vào đấy, tự dưng là nó mất cái giá trị đi. Đấy, nó lại vậy. Đá là khách, cây là chủ. Hòn đá, hòn xỉ, hòn gạch, có gì đâu, cần gì nó phải ghê gớm. Nhưng một cây gì vào đấy, vào như thế nào, thể hiện ra làm sao mới là điều quan trọng mà chúng ta phải phấn đấu nhé. Mọi động tác rất đơn giản, không có gì là khó cả. Thế là xong nhá. Đấy, bạn nhìn xem. Sau này nó ra đây này, nó thành cái bông như này này. Bông nó nằm như này. Nó đua thế. Hiểu không? Nó đua thế. Nó trở thành nó biết rồi. Tây Nguyên hùng vĩ. Các bạn tuần trước hay sao nhỉ? À, tháng trước hay tuần trước nhỉ? Đấy, chả biết được tháng dưới 2-3 tuần ý, 3 tuần. Đây, sam hương đây. Mà cái mẩu tôi cắt ra, tôi đây để tôi gắn nó vào đây đây. Đây, các bạn nhìn em. Đây đấy, nó có rễ xuống đây rồi này. Muốn cho nó vào đất cũng được. Đây, rễ đây. Đây, rễ lên tận đây. Rêu tôi phủ ở đây thì rễ lên trên đây. Nước lên đây thì dễ sẽ đến đây. Tức là rêu và rễ bèo nó phủ đến đâu mà ướt thì chỗ ấy sẽ ra rễ. Bất kể cái gì, tùng cũng thế nhé, thông cũng thế nhé. Không phải là cứ xanh chi đa gừa bồ đề lục vừng nó mới ra dễ buông đâu. Ra hết. Đấy, xinh chưa? Cổ kỳ mỹ văn ở đâu? Thế này mà đặt một cái đĩa xinh xinh xong mà ở để bàn nước hút thuốc lào với nhau nhé, say cả cháy. Tiếp theo.